Tại thành phố Manchester, Vương quốc Anh tồn tại hai thái cực của bóng đá. Một đội bóng có hơn 10 năm không vô địch quốc nội, với phần thưởng cao quý nhất là chiếc C2, của hàng loạt drama trải dài trên khắp các mặt trận. Nhưng đội bóng ấy lại đang là tập thể sở hữu lực lượng fan hùng hậu nhất thế giới. Ở phần còn lại của thành phố, lại là tập thể trải qua một thập kỷ cực kỳ rực rỡ, với đầy ắp những vinh quang, sở hữu một đối đá quyến rũ cùng cú ăn ba vĩ đại. Song đội bóng ấy lại ít fan hơn rất nhiều so với gã hàng xóm. Đó chính là trường hợp của Man United đối chiếu với Manchester City vào thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ đá kém, nhưng vẫn đông cổ động viên toàn cầu hơn là The Citizens. Đó là sự thật, nhưng nếu nhìn ở góc độ sâu hơn, đây là điều hoàn toàn không phải là nghịch lý nhá. Vì với fan Manchester United, yêu đội bóng hoàn toàn khác với yêu các danh hiệu mà đội bóng ấy giành được. Thưa quý vị, yếu tố đầu tiên dẫn đến việc Manchester United sở hữu lượng fan khổng lồ cho tận ngày hôm nay, phải nói đến câu chuyện thời điểm. Vương triều đầy áp danh hiệu của Sir Alex Ferguson bước vào giai đoạn hoàng kim đầu tiên vào những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là thời điểm bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung có nhiều cải cách mang tính đột phá về truyền thông và chuyện kiếm tiền bên ngoài bóng đá. Premier League đánh dấu bước chuyển mình trong công tác mua bán bản quyền truyền hình. Chiến dịch quảng bá hình ảnh thông qua nhiều kênh phương tiện lẫn những hoạt động du đấu đã lần lượt đưa tầm ảnh hưởng của bóng đá Anh ra phạm vi thế giới. Và bạn biết rồi đấy, lẽ dĩ nhiên đội bóng số 1 thời điểm đó ở EPL là Man United sẽ như cá gặp nước. Hình ảnh và tên tuổi của họ cứ thế lan rộng, tạo nên sức hút lớn và ý niệm màu hồng trong mắt hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh. Rằng thế nào mới là Dream Team để họ được lựa chọn và dành cho nó tình yêu trở thành nhất. Khi Manchester City giành danh hiệu UEFA Champions League 2023, giới chuyên môn đã nhận định Man Xanh sẽ thu hút thêm hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu nhờ sức ảnh hưởng của danh hiệu. Dù vậy, về mặt thời điểm, sức hút của chiếc cúp tay vai ấy lại không lớn bằng danh hiệu mà Man United đã giành được tại Camp Nou vào năm 1999. Không chỉ vì quỷ đỏ đã thắng theo cách ngược dòng không tưởng và đầy cảm xúc trước Bayern Munich, mà quan trọng hơn, chiến công Anh liệt đó lại đúng vào giai đoạn giao thời của thiên niên kỷ, thời điểm công nghệ truyền hình kỹ thuật số thống trị, thay thế dần phương thức analog nhiều bất cập. Nhờ vậy mà truyền hình đã trở nên phủ sóng ở phạm vi phổ thông trên toàn thế giới. Đối với các khán giả lâu năm ở Việt Nam chứ chẳng đâu xa, rõ ràng rằng thế hệ 8X, 7X là những người đầu tiên trên giải đất hình chữ S được tận hưởng bầu không khí Champions League một cách hoàn toàn miễn phí. Thời đại truyền hình bùng nổ cũng đúng vào thời điểm Manchester United chính là hàng lứa thế hệ đầy tài năng với sự ra mắt của lứa trẻ sinh năm 1992 với Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville, sau đó là Nicky Butt, Phil Neville, thậm chí có thể ghép cả Ryan Giggs vào lứa cầu thủ nổi tiếng này, bởi tất cả đều là những sản phẩm tuyệt vời nhất của Quỷ Đỏ, giúp đội bóng này thống trị Premier League suốt cả một thập kỷ. Họ cũng là những thần tượng đời đầu của hàng hà sa số khán giả trên toàn thế giới. Tình đầu luôn đẹp và rực rỡ nhất, vì vậy Man United đã vô tình trở thành đại diện đi đầu trong bóng đá khi môn thể thao vua và công nghệ truyền hình bắt đầu gắn chặt vào nhau. Một trận cầu lớn có thể xem ở rất nhiều nơi trên thế giới và Man United dần trở thành biểu tượng về tình yêu, lòng đam mê cho khán giả ngoại quốc. Có thể nói, yếu tố cách mạng trong truyền thông bóng đá và công nghệ truyền hình chính là mấu chốt tạo nên tầm ảnh hưởng về mặt thị hiếu của Manchester United. Những năm tháng ấy, họ là đội bóng số 1 nước Anh với hàng loạt những danh hiệu cùng lối đá giàu sự cống hiến và cảm xúc. Với chiếc đòn bẩy của thời đại, Man United đã phát triển trở thành đội bóng toàn cầu với cơn sốt chưa từng có trong lịch sử của môn thể thao vua. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Manchester City cũng sở hữu những thành công đáng ngưỡng mộ với đỉnh cao là chiếc vô địch UEFA Champions League như vừa qua. Tuy vậy, thời đại rực rỡ của Manchester City lại đến với giai đoạn truyền thông bóng đá đã bão hòa. Họ cũng không phải sắm vai là người tiên phong như Quỷ Đỏ năm xưa. Chưa kể, giờ đây rất nhiều đội bóng từ lớn đến nhỏ đã có trong mình những cách thức để cạnh tranh trên mặt trận quảng bá hình ảnh, truyền thông, marketing. Manchester City rõ ràng không có lợi thế theo dạng đơn phương bóng mã, giống như kiểu Manchester United những năm cuối của thiên niên kỷ trước. Vì vậy, fan hâm mộ của Man Xanh có thể tăng lên đáng kể, nhưng đương nhiên chưa thể so về mức đột phá không tưởng mà Manchester United từng đạt được ở những năm 90. Ngay cả trong giai đoạn suy yếu của mình thời hậu Sir Alex, nếu công tác truyền thông và marketing, thương hiệu Manchester United không chỉ được giữ vững mà còn có dấu hiệu tăng tiến. Trước khi tỷ phú Sir Jim đến, câu chuyện của Man United là một ví dụ điển hình cho thấy năng lực làm kinh tế của người Mỹ. Gia đình Glazers và những cấp dưới của họ có thể không giỏi xây dựng một đội bóng mạnh đúng nghĩa, nhưng rõ ràng họ lại quá giỏi về việc quản lý một câu lạc bộ dưới dạng hình thức một doanh nghiệp. Lợi nhuận chỉ là thước đo sau cùng, và trên thước đó ấy, Man United vẫn đang đứng vững. Manchester United luôn biết cách tạo nên sự đột phá trên mặt trận marketing. Những bóng tấn chuyển nhượng hay những bảo đồng quảng cáo béo bở luôn tạo nên hiệu ứng rất lớn về mặt hình ảnh. Quỷ Đỏ cũng tích cực tham gia các chuyến du đấu hè. Những giải đấu mà họ tham dự luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm. Thượng tầng Old Trafford còn chủ động đánh vào những thị trường tiềm năng như châu Á hay Bắc Mỹ để gia tăng sức ảnh hưởng. Đây là những thị trường cực kỳ lớn và giàu tiềm năng. Họ thậm chí đã đánh vào những thị trường này từ rất sớm. Nhưng một đội bóng chơi tệ như vậy, liệu có thể trụ được bao lâu trong nhóm đại gia? Người hâm mộ vẫn là yếu tố then chốt, đúng không ạ? Manchester United trở thành đội bóng có đông đảo cổ động viên nhất trong những thập niên 1990 đến 2000.
đó là quãng thời gian đầy ắp những vinh quang dưới bàn tay của huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Và hơn 10 năm chưa tệ chưa khiến những cổ động viên đó dã từ đội bóng yêu quý của mình. Man United đơn giản là thương hiệu bất diệt của bóng đá thế giới, được cấu thành với tích lũy qua nhiều năm với những yếu tố đặc thù mà Manchester City hiện tại chưa thể đạt đến. Thưa quý vị, phía trên chúng ta đã đề cập đến câu chuyện đúng người đúng thời điểm, như cách vận hành đầy lọc lõi ở mặt trận marketing. Ngoài ra vẫn có nhiều yếu tố khác để cấu thành một quỷ đỏ thành Manchester có số lượng fan hâm mộ đông nhất thế giới. Đầu tiên là về mặt cảm xúc, Man United là đội bóng sở hữu những khoảnh khắc khó quên, ghi dấu ấn sâu đậm vào tiềm thức của nhiều thế hệ người hâm mộ. Có quá nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử Manchester United, không chỉ khi họ nâng cao những chiếc cúp của mình tại Snooker vào năm 1999 hay số cúp Ngoại hạng Anh kỷ lục mà họ đang sở hữu. Bên cạnh đó, các cầu thủ quỷ đỏ cũng đã giành không ít những chiến thắng hay ghi những bàn thắng không thể tin được, khiến mỗi người hâm mộ cứ lưu giữ mãi trong tâm trí của mình. Đặc biệt là văn hóa Fergie Time đã trở thành món ăn tinh thần bất hủ tại nhà hát của những giấc mơ. Bên cạnh đó, bàn thắng solo của Ryan Giggs vào lưới Arsenal năm 99 hay quả dứt điểm từ giữa sân của David Beckham cũng đã mãi lưu dấu vào bi lịch sử Manchester United, những khoảnh khắc bất diệt. Man United cũng may mắn nhận được sự dẫn dắt bởi huấn luyện viên giỏi nhất, từ Sir Matt, người đưa câu lạc bộ lên tầm vĩ đại, đến Sir Alex Ferguson, người dẫn dắt đội bóng đến vinh quang. Sir Alex bao trùm cá tính và một nét văn hóa đậm đà bản sắc của tinh thần United lên câu lạc bộ. Thứ văn hóa ấy vừa trượng phu lại mang hưởng của bản lĩnh chiến binh, đủ sức làm mê hoặc các con tim thấu cảm bóng đá. Man United cũng sở hữu nhiều cầu thủ mang tính biểu tượng. Chính bản thân các cầu thủ này đã trở thành thỏi nam châm thu hút người hâm mộ trên toàn cầu qua từng thời đại. Những Edwards, George Best, Law, Bobby Charlton, Robson, Eric Cantona, Roy Keane, Ronaldo, Bosco, Ryan Giggs, Rooney sẽ còn được nhắc đến mãi khi được nói về lịch sử của Manchester United. Nhìn ra không nhiều câu lạc bộ có được những cầu thủ mang tính biểu tượng có độ phủ sóng rộng rãi đến như vậy. Có lẽ không một câu lạc bộ nào ở Anh có lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt như Manchester United. Hơn 75.000 người hâm mộ lấp đầy sân Old Trafford mỗi trận đấu của MU trên sân nhà, cùng với hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới qua nhiều nền tảng khác nhau. Những đó khác tự hào về lượng người hâm mộ của họ, còn Man United, họ cũng tự hào rằng người hâm mộ quỷ đỏ là số 1. Ngoài ra, fan hâm mộ của quỷ đỏ có tính cộng đồng cao. Đây là điều vượt xa mọi hội chứng hay xu hướng khác trên toàn thế giới. Bất kỳ một người hâm mộ bóng đá nào cũng sẽ phải nói về điều này, luôn được khích lệ việc gia nhập hội cổ động viên và việc cùng cổ vũ cho một đội bóng mang lại cảm xúc mạnh mẽ. Với các cổ động viên của Man United, cảm xúc này là vô cùng mạnh mẽ. Khi quỷ đỏ giành chiến thắng, họ ăn mừng tưng bừng. Khi thua, họ thương xót và dầu dĩ trông thấy. Lý do rất đơn giản, bởi đó là Manchester United. Manchester City lúc này vẫn đang đi trên con đường lấp lánh hóa tên tuổi của mình. Thành tích rực rỡ của họ rồi đây cũng sẽ thu hút hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu. Những đứa trẻ lớn lên sẽ biết được thứ bóng đá quyến rũ và đầy cảm xúc của Pep và sẽ xem Manchester City là câu lạc bộ trong mơ của chúng. Một ngày nào đó thì Manchester City có thể trở thành hình tượng bất diệt như Manchester United. Song đó là câu chuyện của thì tương lai. Hiện tại Man United với giá trị truyền thống cùng cú bẩy của thời đại vẫn là tập thể đông fan hơn cùng sự ảnh hưởng truyền thông lớn hơn so với đội bóng của Manchester City. Hiện tại thì Manchester United với giá trị truyền thống cùng cú đòn bẩy của thời đại vẫn là tập thể đông fan hơn cùng sự ảnh hưởng lớn hơn so với nửa xanh thành Manchester, bất chấp thành tích MU đang khánh kiệt so với gã hàng xóm. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Cảm ơn toàn thể quý bạn và các vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.